Đây, chào thế anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đào nha. Hôm nay cái bơm này đi test về. Con này lắp cho con Sumi. Sumi 160 lắp cho con 3. Mai mới sơn lại được cái này anh em. Mai mình bắt đầu mình sơn lại cái này. Tại khách sơn màu đen cho khách. Hai cái Komatsu thì nói rồi. Mình test rồi, áp yết rồi đầy đủ hết thì cái này hôm nay nó cũng xong. Con này là A10 V40 nha, A10 V40. Con này lắp cho con Sumi 03, Sumi 03. Test bơm khỏe là giao cho khách thôi. Anh em muốn chế cháo gì rồi cũng ngon lành. Rồi mình test cái 63 này, cốt nó khuyết ha, này đồ rất đẹp, riêng từ ngóc một nha, chưa động nha, riêng từ ngóc một. Đó, riêng từ ngóc một này. Mình quay ngày mai mình mới sơn đen đó, sơn đen ngày mai rồi giao cho khách luôn. Đó. Này thì con này thì bỏ test, không mở thay sinh phốt, còn con Komatsu thì mở thay sinh phốt. Con này là riêng. Thì chút nữa mình sẽ add cái ấy vô cho anh em. Mình sẽ add cái video test cho anh em. Thank you. Mình add cái video test vô. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bấm cái chuông. Thank you các anh em đã ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều.